Chào anh em, mình đang có cái vấn đề như thế này. Là hiện tại mình đang có một chiếc iPhone 8 Plus này, hay là một chiếc S Max. Và mình đang rất là cần nó sạc đầy 100% pin để cho mình chạy một quãng đường rất là dài. Bởi vì thực ra là dùng pin dự phòng hơi ngại đúng không? Một cái điều ngày nay mình muốn nói cho anh em ấy, đó là một chiếc iPhone rất là cao cấp, rất là xịn như này. Ví dụ như chiếc iPhone 11 đổ lại, iPhone 11, iPhone S Max, XS này và đổ xuống đúng không? Apple người ta rất là kẹt xỉ khi mà anh em mua máy ấy, là người ta chỉ tặng theo cho anh em một cái củ sạc như thế này thôi. Và đây là cái củ sạc 5V 1A. Và củ sạc này xuất hiện từ những chiếc iPhone 4 rồi thì là nó sẽ bé bé xinh xinh như này. Nó có thể là hai chân tròn thì nó sẽ dài dài hơn một chút, có thể là ba chân thì hơi là to. Nhưng một cái vấn đề ấy, là dung lượng của nó chỉ là 5V 1A thôi và nó sạc rất là chậm. Nếu như anh em dùng những chiếc máy to như chiếc Plus này có dung lượng pin là tổng 2009 thì chúng ta sẽ sạc mất khoảng 4 tiếng đến khoảng 5 tiếng nó mới đầy. Cái việc đấy là rất là bất tiện cho cái việc mà chúng ta di chuyển. Đó là chính là vì cái việc kẹt xỉ của Apple đó chúng ta rất là khổ. Và điều ngược lại về phía Android thì chúng ta rất là ghen tị khi mà Samsung người ta ra một chiếc sạc nhanh từ rất là lâu rồi. Từ cách đây khoảng 4-5 năm người ta đã có sạc nhanh, 6 năm người ta đã có sạc nhanh rồi. Và hiện tại là bây giờ những chiếc Android giá chỉ 3 triệu là người ta cũng đã theo sạc nhanh rồi. Đó là cái việc mà chúng ta rất là ghen tị luôn với những sản phẩm như vậy. Mà khi mà chúng ta bỏ ra khoảng 30 triệu, chúng ta bỏ ra khoảng 20 triệu, thậm chí là chúng ta chỉ bỏ ra khoảng 15 triệu thôi. Nhưng chúng ta mua những chiếc iPhone thì chúng ta chỉ được nhận được cục sạc như này. Và đến bây giờ thì Apple người ta tặng theo những sản phẩm cao cấp nhất của ta. Ví dụ như là iPhone 11 Pro hay 11 Pro Max. Đó là một chiếc sạc 18W. Là một chiếc sạc mà đã là rất là mơ ước của những anh em dùng iPhone trước kia. Chiếc sạc nhanh đầu tiên của Apple. Đây là những chiếc sạc mà anh em rất là mơ ước luôn. Và hiện tại bây giờ ở trên thị trường chúng ta có thể dễ dàng mua được những chiếc sạc này với giá chỉ 300.000, với giá cũng có thể lên 1 triệu khi chúng ta mua tại chính hãng. Và cái việc này thì liệu là chúng ta có yên tâm hay không đối với những tất cả những người dùng điện thoại Android, thì người ta vô tư luôn vào những sạc. Và những người dùng điện thoại iPhone rất là nhiều tiền, người ta vẫn thích dùng một những củ sạc chính hãng của Apple để được cái chất lượng tốt nhất. Thực tế là mà nói, để muốn sạc nhanh thì chúng ta cũng có thể mua củ sạc của Samsung. Một củ sạc nhanh của Samsung 27W này là xịn, theo S10 này, Note 10 là chúng ta có thể mua dùng được. Hay bản thân mình thôi, mình đang dùng một những chiếc điện thoại này và mình đã dùng một chiếc sạc nhanh là mình mua cái này rất là lâu rồi này, là một của cái hãng ở Trung Quốc này. Li TV. Mình chắc là anh em nhớ, anh em không biết sạc cái đâu. Nhưng đây là sạc nhanh 3.0 đầu tiên và mình là mình mua cái sạc này rất là lâu rồi và mình dùng. Nó to tổ bố luôn, nó to như ông của chiếc sạc theo máy iPhone luôn đúng không anh em? Và mình dùng bình thường, mình dùng rất là sạc nhanh cho những chiếc 8 Plus của mình dùng rất là bình thường luôn. Hay những chiếc X của mình dùng nhanh bình thường luôn. Nhưng nhiều anh em dùng iPhone thì không tin tưởng việc này và anh em vẫn muốn mua những củ sạc xịn. Và hiện tại bây giờ mình phải nói thật với anh em, ngày hôm nay mình làm clip này ấy, thì chỉ để nói về cái sạc thôi. Những chiếc điện thoại này mình sẽ bỏ ra một bên. Bởi vì là hiện tại anh em rất là săn lùng là mua sạc 18W cực kỳ là nhiều luôn. Rất là nhiều mức giá, rất là nhiều thứ để anh em chọn, nhưng anh em rất dễ mua phải hàng fake nha. Thì thực tế là mà nói hàng fake đối với những củ sạc này nó không quan trọng đâu. Bởi vì là người ta cứ cho dòng ra ổn là được. Và mình đã thử một củ sạc fake ấy thì mình dùng cũng không vấn đề gì cả. Mà rất là rẻ. Thế nhưng mà những anh em bỏ tiền ra hồng vài triệu, 1 triệu hoặc bỏ tiền trên 500.000 mà anh em mua phải củ sạc fake ấy thì nó không đáng tiền. Bởi vì thực tế là một bộ sạc fake, một bộ sạc bây giờ mình nói nhẹ nhàng ấy, nó là rep 1-1 ấy, thì mình mua với mức giá chỉ khoảng 300.000, hơn 300.000 thôi anh em nhé. Thế nên ấy, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chọn được một chiếc sạc xịn. Nếu anh em sẵn sàng bỏ tiền ra trên 500.000, 600-700.000 để anh em mua tốt nhất được đúng không? Thì trên tay mình hiện tại bây giờ nó là hai chiếc sạc. Thì mình phải nói thật với anh em, nó chỉ khác nhau nào. Thứ nhất ấy, là thị trường, nếu anh em mua những chiếc 11 Pro Max tại Việt Nam, tại Hàn Quốc, tại một số nước châu Âu mà người ta sử dụng sạc tiêu chuẩn hai cái tròn này, là ổ cắm tiêu chuẩn này, thì chúng ta sẽ nhận được củ sạc như này. Và củ sạc như này thì hiện tại là bán tại Việt Nam là gần như không có. Có nghĩa là bán ra để cho anh em dùng ấy, để anh em mua về dùng không có, chỉ có bóc máy thôi. Chỉ có FPT thì may ra mới có cho anh em nhé. Bởi vì là tiêu chuẩn của Việt Nam là sạc này. Và bóc máy, những chiếc máy của Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, thì nó Đài Loan thì nó sẽ là như này nhé. Và những chiếc máy bóc ở thị trường Hồng Kông, Anh, một số thị trường mà liên quan đến Anh ấy, một số nước như Anh thì nó sử dụng ba chân, cái sạc đấy thì mình không có. Sạc đấy chắc chắn là một điều là cũng khả năng phải bóc máy mới có. Và anh em chỉ mua được những sạc này thôi. Và những chiếc sạc này là rất dễ dính phải là sạc fake. Thì đây, mình đang có trên tay đây là một chiếc sạc fake này. Đấy, đây là một chiếc sạc xịn. Đây là một chiếc sạc
xịn đang bán ra. Đây là chiếc máy, chiếc sạc được bóc máy này. Đây là một chiếc sạc xịn đang bán ra này. Và đây là một chiếc sạc fake. Thì phân biệt với nhau như thế nào? À, một điều nữa quên mất. Còn cái cáp. Đấy nhá. Thì anh em biết đấy, thì theo những chiếc sạc này cũng phải có một cái cáp. Và đầu ra, đầu của nó anh em lưu ý này, những sạc của 2019 đều là Type-C rồi. Và nó sẽ sell cáp là Type-C Lightning. Anh em cũng có thể mua một sợi cáp Type-C để dùng cho những chiếc iPad 11 Pro, 11 inch Pro, hay là những chiếc điện thoại Android của anh em, như chiếc Samsung này, là chúng ta cũng có thể dùng cổng Type-C và củ sạc này được luôn. Đó là cổng Type-C đúng không? Đấy nhá, mình đang có một cái ở đây. Đó anh em này, Type-C. Cái này thì mình không nói nhiều, mình chỉ giới thiệu qua thôi. Và anh em biết là cổng Type-C Lightning đúng không? Đó, đây là một sợi cáp rep nhá, rep 11, không phải hàng xịn đâu. Đây này, đây là hàng xịn anh em nhá. Đây, hàng theo máy này. Thì chúng ta sẽ phải phân biệt như thế nào. Thực ra những sợi cáp rep này là cũng là sợi cáp của nhà máy và thực ra chất lượng rất là tốt cả những củ sạc, nhưng chúng ta để phân biệt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào với nhau. Thực nhìn bên ngoài chúng ta sẽ thấy là rất là giống nhau. Và những sợi cáp đều như vậy. Chút nữa là mình sẽ nói cáp sau, bây giờ mình bỏ cáp sang bên nhá. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn những củ sạc rất là giống nhau luôn. Nhưng nó khác nhau ở điểm nào? Đây nhá. Thì thực tế mà nói đấy, những chiếc sạc xịn mà theo thị trường Trung Quốc và Mỹ thì nó sẽ khác nhau cụ thể như này nhá. Và hiện tại bây giờ người ta làm fake thì đa phần là người ta sẽ làm là của thị trường Mỹ và Trung Quốc, nó sẽ khác nhau. Đây anh em cùng nhìn nha, hai cái sạc nó khác nhau này. Thì ở đây là mình có củ sạc này của thị trường Trung Quốc này, thì chúng ta cũng nhìn đến chữ Trung Quốc hết, của Mỹ là đều tiếng Anh anh em nhá. Anh em lưu ý một điều, củ sạc nhìn rất là giống nhau nhưng chúng ta sẽ cùng nhìn vào tên modem. Những sản phẩm cáp bộ đi theo toàn là tên modem và đều đứng đầu, chữ đầu là chữ A. Thì củ sạc của thị trường Mỹ nó sẽ là A1720, củ sạc của thị trường Trung Quốc nó sẽ là A1695. Bây giờ mình sẽ cùng nhìn vào củ sạc của thị trường Việt Nam. Đấy, cũng toàn là tiếng Anh luôn anh em nhá. Đây này, nó sẽ có tên model là A1692. Anh em lưu ý như vậy nhá, chân tròn A1692 này. Chân dẹp sẽ có hai mã. Nếu trong trường hợp anh em đi mua mà nó không đúng mã như này thì anh em cứ coi chừng nhá. Chân dẹp nó sẽ có mã là A1720 này, chân dẹp mà của Trung Quốc, toàn chữ Trung Quốc bên dưới này. À, anh em nhìn thấy không? Toàn chữ Trung Quốc bên dưới nha. Nó sẽ tên mã là A1695. Và những cái đường in này anh em lưu ý này, rất là mờ, nó không đậm mà sắc nét. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn sang mà củ sạc rep 11. Đây, chúng ta có nhìn thấy không? Rất là đậm, chữ in rất là đậm nha. Và tất nhiên là người ta bây giờ công nghệ in của hàng rep nó rất là đẹp luôn, rất là xịn, trông rất là đẹp luôn. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhìn thấy là logo hình quả táo. Những cái củ sạc rep 11 nó sẽ có đường viền, nó không như những củ sạc bóc máy anh em nhé. Củ sạc bóc máy hay của sạc xịn này nó sẽ không có những đường viền, nhưng quả táo đây nó sẽ có những đường viền này. Đó, anh em lưu ý như vậy này. Đấy. Và những chữ in này này, nó gần như là không đều, nó không đều riết, có những nét đậm, có những nét nhạt. Đó, ta có ý nhá. Còn nội dung in hoàn toàn là giống nhau. Chúng ta sẽ cùng nhìn thấy đầu ra là 5V 3A hoặc là có thể ra 9V 2A khi gặp những chip tương thích nó sạc nhanh, có thể lên được 9V 2A. Đó, còn lại nội dung cụ thể nó đều là như nhau. Để phân biệt nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại này. Quả táo hàng xịn nó rất là, chữ in nó rất là mờ nhưng nó rất là sắc nét, nó không bị nét đậm lên nhạt, nhưng của hàng rep 11 nó sẽ có nét đậm lên nhạt. Đó, anh em lưu ý với mình là như thế nhá, là cái nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ cùng lật lên và chúng ta nhìn. À, quên mất, ở bên dưới này anh em này, anh em nhìn nhé, bên dưới là những cái này nó sẽ liền khớp với lại cả vỏ bên ngoài luôn. Hàng rep hàng ấy là gần như không khác nhau. Nhưng nếu chúng ta sẽ nhìn một cái fake nào đó mà nó hở hở chỗ này là không có nhá, chân dẹp là như vậy nhá. Bởi vì bây giờ chúng ta chỉ mua được chân dẹp thôi. Chứ chân tròn như hàng Việt Nam là nó khó mua lắm nhá. Chân này thì gần như không có đâu nhá. Đấy, chỉ chân dẹp như này thôi. Đó, chúng ta sẽ cùng nhìn nhá. Nó rất là khít này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn như một khối luôn, nó chỉ có cái màu hơi xám xám khác tí thôi. Nhưng chúng ta lật bên trên, nó lại ngược lại. Chúng ta sẽ nhìn rất là nhiều khe hở này. Chúng ta sẽ nhìn rất nhiều khe hở này. Cái bên trên này thoạt nhìn chúng ta sẽ không phân biệt được đâu. Nhưng chúng ta nhìn kỹ vào cái chân của cổng taxi ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy hàng xịn. Đây, chúng ta sẽ nhìn nhá. Nó sẽ nằm sâu hơn, nó sẽ nằm sâu hơn và rất là đẹp. Đây. Đấy, cái chân này rất là rõ này, cái chân này như vậy này, chúng ta nhìn nhá. Nó sẽ nằm sâu hơn này. Đấy, và rất là đẹp. Đây. Em nhìn này. Đấy, nó sẽ nằm sâu và rất là đẹp nhá. Rất là đẹp luôn, chúng ta sẽ nhìn thế này. Cái này anh em phải có hai cái cầm trên tay mới rõ được. Đây, còn hàng rep đây, nó sẽ làm cao. Và cái chân nó sẽ là màu trắng, chứ không phải màu xám xám như những cái chân xịn này. Đấy, anh em lưu ý nhá. Cái này sẽ là màu xám xám, những cái chân này sẽ màu trắng và sẽ làm rất là cao. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái nhựa
rất là hở luôn, nó không thành một khối rất là đẹp. Cái này nó khó lắm, chúng ta sẽ cầm hai cái chúng ta mới nhìn thấy được, nó sẽ phân biệt được. Chúng ta nhìn đó, một cái sâu xuống này, một cái này cao lên này, và cái chân này rất là màu trắng, cái chân kia vẫn là màu xám này, và cái chân này chúng ta nhìn nó rất là gồ ghề, nó không được đẹp như chân này. Đó là nhìn nha, còn lại hoàn thiện rất là giống. Đấy, vấn đề là như vậy. Đó, chúng ta còn nhìn bên cạnh rất là giống nhau này, rất là khó phân biệt luôn, đúng không? Đó, rất là khó phân biệt. Đây là mình sẽ bóc cái sạc này, mình đã bóc hết rồi nhé. Chúng ta nhìn này, cái màu sắc và kích thước rất là giống nhau luôn. Đó, về củ sạc cái đơn giản như vậy thôi, chúng ta chỉ nhìn vào những cái đường in này. Nếu mà hàng rep chúng ta nhìn thấy nước chữ rất là không đều và rất là đậm nha, còn hàng này nó sẽ mờ mờ lên một tí. Đó, đây. Và bây giờ đến sợi cáp, có một cái điều rất là thú vị là khi mà mình nhập về để kiểm tra thì những cái sợi cáp một quả hàng rep ấy, đa phần nó sẽ được dán cái màu xanh như này này. Đấy, và rất là đẳng cấp khi mà người ta đã hàng rep nó, người ta đã in, người ta đã dập cả cái chữ vào đây. Đó, chúng ta nhìn đâu, nhưng mà hàng xịn tuyệt nhiên là không có đâu nhé, không có một chữ gì luôn. À, chúng ta nhìn này, hàng xịn không có một chữ gì luôn. Đây là một cái điều rất là buồn cười. Đây, hàng rep này in chữ rất là xịn, nó khác nào re đàng hoàng luôn, đẳng cấp luôn. Dãy số là 652062, có thể sẽ khác ở trong những cái dây khác. Và bao giờ nó sẽ được dán hai cái màu xanh ở đầu. Dán hai cái màu xanh ở đầu này giống như thể hiện đây là sản phẩm từ nhà máy Foxconn ra. Và mình có lẽ là đây là những sản phẩm từ nhà máy ra xịn thật. Đó, nhưng nó chỉ là hàng rep thôi, không phải hàng theo máy. Hay không, người ta không thể là quảng cáo theo máy được mà có tem xanh này anh em nhé. Và mình thấy chất lượng của những cái này thực ra cũng rất là ok đấy, nhưng mà mình vẫn để cho anh em phân biệt để anh em đỡ phải mua với giá rất là cao. Đấy. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng nhìn được bên trong cái thân sạc. Thì cái hàng xịn bao giờ chúng ta sẽ nhìn thế này, nó rất là trắng luôn, nó rất là trắng luôn. Và bao giờ hai cái đầu mép ở dưới này nó sẽ có hai cái đầu chấu màu vàng. Đó, bên dưới bên cạnh này các bạn, hai chấu màu vàng này. Đấy. Còn cái màu rep 11 thì nó sẽ không có, nó sẽ không khoai chấu vàng, và bên trong nó sẽ là màu vàng ngà ngà anh em nhé. Đấy nhá, gói có sách nó còn chúng luôn. Mình sẽ lấy một chiếc máy mà mình vừa bóc cho khách đây. Đây. Đấy, để chúng ta nhìn đây. Đây, chúng ta nhìn hai cái chấu không? Đây là một chiếc dây sạc bóc máy anh em nhé. Đấy. Đây là một chiếc dây sạc bóc máy này. Đấy, đấy nhá, nó hai cái chấu này, và cái đấy là rất là dễ để cho anh em phân biệt luôn. Và bên trong là màu trắng chứ không phải màu vàng ngà như này nhá. Đấy, em nhìn lại này, không có in chữ ở đây. Và cổng landing thì sao? Cổng landing này, chúng ta có thể nhìn thấy này. Đó. Cái hàng rep nó dài hơn một chút, nó dài hơn một chút anh em nhé. Nó dài hơn một chút này. Đấy. Đây chúng ta nhìn thấy dài hơn một chút này. Hai cái khu nhựa thì rất là bằng nhau, nhưng cái cổng kim loại dài hơn một chút. Nó sợi dây thì rất là giống nhau luôn. Sợi dây rất là giống nhau. Đó. Đây, chúng ta nhìn sợi dây rất là giống nhau nhá. Đó. Đây. Nó sẽ đây, chúng ta sẽ nhìn thấy là hàng rep này, nó sẽ in đàng hoàng luôn, nó sẽ in chữ cả CMber luôn, thiên dây luôn. Đó, ở gần cái đầu taxi này, để mình xem nào, hàng xịn này. Đây, chúng ta cũng sẽ thấy nó in ở bên cạnh đây. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy nha, nó đều được in luôn, nó đều được in như nhau anh em nhé. Nhưng có một cái điều ấy là khi cái sợi cáp taxi landing ấy thì chúng ta có thể nhìn thấy là nó sẽ có logo Apple ở đây này. Đây này. Chúng ta có thể nhìn thấy nhá. Đây là chúng ta nhìn thấy là nó có sẽ có logo Apple ở đây, còn sợi cáp rep thì nó sẽ không có, nó giống hệt những sợi cáp mà USB landing là nó sẽ chỉ có chữ là Design by Apple in California thôi và được lắp ráp tại Việt Nam. Cái này sản xuất ở Việt Nam anh em ạ. Còn sợi cáp mà taxi linh xịn nó sẽ có logo quả táo ở đây. Anh em lưu ý nhá. Đó là hai cái phân biệt như thế rồi. Đó đơn giản như vậy thôi. Đây chúng ta đi mua những cái bộ sạc này chúng ta cũng rất dễ dính phải mà cái hàng nó không chuẩn, nó không phải chuẩn là áp quảng cáo thì là theo máy nhưng mà người ta quảng cáo. Đó đúng không anh em? Nhưng mà cái quan trọng ấy, thực ra là mình đã test thử qua hai cái sản phẩm này rồi ấy thì là cái sản phẩm mà sạc rep 11 này nó cũng không hề thua kém đâu, nó cũng sạc nhanh được và nó cũng rất là tốt đấy. Mình đã đập thử ra mình xem. Đối với nhà cung cấp là mình người ta quảng cáo mình đã thử xem thì chất lượng của nó là rất là ok. Nó khá là giống và tương đồng với củ sạc này. Hàng rep còn có Apple tất nhiên là cao cấp hơn rồi. Nhưng cái vấn đề ở đây mình muốn nói cho anh em để anh em phân biệt là khi anh em mua anh em bỏ ra số tiền quá lớn ấy mà anh em mua về hàng rep thì rất là thiệt thòi cho anh em, đúng không? Nếu
trong trường hợp anh em bỏ ra cái số tiền nó vừa phải thôi, chỉ 300.000 thôi, chỉ 400.000 thôi, nhưng chúng ta mua được cái bộ sạc chỉ là rep thì không sao. Chứ còn nếu chúng ta bỏ ra trên 500.000, 600.000, 700.000, thậm chí là cả triệu chúng ta mua bộ rep thì đấy là thiệt thòi cho anh em. Thế nên để yên tâm nhất ấy, thì anh em có thể qua bên mình để lựa chọn cho anh em những cái sạc này để anh em yên tâm mà sử dụng, không phải dính phải mà một cái sạc mà nó không đúng của nhà sản xuất, không đúng như quảng cáo để dùng. Để đặt hàng cái sản phẩm này thì anh em đặt hàng trên website bên mình là msm.vn, hoặc là anh em có thể mua hàng trực tiếp qua shop tại 170 Lạch Tray nhá. Đó, đơn giản vậy thôi. Anh em xem thấy clip thứ hai em chia sẻ cho mọi người xem để mọi người nhận biết được những cái sạc này để mọi người mua cho nó chuẩn nhất. Thì anh em thấy có ích thì anh em cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và anh em subscribe kênh YouTube để theo dõi những clip mới nhất của mình. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chào anh em.